với lực lượng 30.000 người làm khuyến nông và cộng tác viên khuyến nông trên cả nước. Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông cơ sở đã góp phần không nhỏ trong việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và sản xuất. Thông qua các hoạt động khuyến nông, những mô hình tiêu biểu có hiệu quả đã được lan tỏa, nhân rộng, góp phần đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 này, nhiều khuyến nông viên cơ sở tại Sơn La sẽ phải thôi việc do thực hiện quyết định 2451 ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về khuyến nông xã trên địa bàn tỉnh Sơn La. Thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020 đang tới gần. Nhiều khuyến nông viên xã trên địa bàn tỉnh Sơn La đang lo lắng về việc làm sau hàng chục năm gắn bó với hoạt động khuyến nông. Gia đình ông Quy là một trong những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ Trước kia do diện tích đất chật hẹp và thiếu kiến thức nên việc chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường. Đây cũng là tình trạng chung của nông thôn trong những năm qua. Nhưng kể từ khi có dự án hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp tỉnh Sơn La triển khai trong giai đoạn 2013-2020, việc thực hiện dự án luôn có các cán bộ khuyến nông xã trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật xây dựng những bể đua ga giúp cho chất thải vật nuôi được ủ trong các bể khí sinh học để chuyển hóa tạo ra năng lượng sạch tái phục vụ sưởi ấm đàn vật nuôi hay dùng làm chất đốt đã mang lại hiệu quả. Nên là từ khi có cái dự án thì tôi cũng bắt tay là tôi nhận luôn cái dự án lưu ga này để tránh cái mùi hôi thối cho hàng xóm láng giềng. Cái thứ nhất, cái thứ hai nó dùng cái chất đốt rất là tốt và hiệu quả. Rồi giảm thiểu được cái chi phí cho gia đình để dùng cái số tiền đấy mình trang trải cái việc khác. Còn đây là giống na hoàng hậu, được cán bộ khuyến nông chuyển giao cho bà con nông dân tại xã Trường Bắc, huyện Thuận Châu. Sau 3 năm thí điểm trên diện tích 12 ha, đến nay đã cho thu hoạch. Trung bình mỗi cây na như thế này cho sản lượng 50 quả, mỗi quả 3 lạng, thậm chí nặng đến hơn 1 kg. Giá cũng gần gấp đôi so với na bản địa, nên người dân phấn khởi và tin tưởng. Na địa phương của mình thì cứ để tự nhiên, không chăm bón, được bao quả thì lấy bán, chỉ được 10-15.000 một cân. Còn na hoàng hậu này thì trung bình được 30.000 một cân trở lên. Mỗi năm mình tìm hiểu, được hướng dẫn kỹ thuật, chăm sóc cây tốt nên có thu nhập khá hơn. Quả nói lổ xáo hả, em gái sáo hoa xứ. Thuận Châu là huyện có nhiều khó khăn. Kinh tế của người dân chủ yếu từ phát triển nông nghiệp. Chính vì vậy, vai trò của khuyến nông cơ sở là rất quan trọng. Họ chính là những người cầm tay chỉ việc, hướng dẫn bà con nông dân, thay đổi tư duy, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, đạt hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp, thay đổi bộ mặt nông thôn một cách tích cực. Vai trò của khuyến nông tôi là định hướng cho bà con nông dân về tuyên truyền về kỹ thuật về cái chính sách của Đảng và nước về cho bà con để định hướng cho bà con là biết được cái cây trồng của mình, cái vật cái cái vật nuôi của mình làm sao nó hiệu quả để phục vụ cho đời sống của mình, làm sao kinh tế gia đình nó được khá hơn. Các đồng chí khuyến nông viên ở cơ sở sẽ là những người trực tiếp cùng với nhân dân trong cái việc là hướng dẫn bà con từ các kỹ thuật trồng chăm sóc từ cây trồng đến vật nuôi đồng thời là cái kênh là cầu nối để thực hiện các cái chuyển giao khoa học kỹ thuật các cái tiến bộ và các cái chương trình dự án mà từ cấp huyện cấp tỉnh chuyển giao xuống nông nghiệp thuận châu nói riêng và sơn la nói chung đang chuyển mình mạnh mẽ và phát triển bền vững bộ mặt nông thôn mới ngày càng thêm sức sống. Để đạt được điều đó, có đóng góp không nhỏ của cán bộ khuyến nông viên cơ sở. Mặc dù chế độ trợ cấp còn rất hạn chế, hoạt động còn nhiều khó khăn, nhưng họ vẫn âm thầm công hiến để xây dựng quê hương ngày một no ấm và phát triển. Có thể thấy rằng vai trò của khuyến nông viên có một cái vai trò rất quan trọng trong hệ thống khuyến nông. Thứ nhất là phần lớn các khuyến nông viên xã thì đều là người địa phương, do đó họ rất am hiểu và thông thạo những cái phong tục tập quán canh tác cũng như là cái điều kiện sản xuất ở địa phương họ luôn đồng hành cùng với người dân trong tổ chức sản xuất thứ hai đối với một cái tỉnh miền núi có điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn như sơn la với độ chia cắt cao rồi là giao thông thì phức tạp khuyến nông viên xã có vai trò rất quan trọng trong việc là hướng dẫn cho bà con được cái khoa học kỹ thuật để áp dụng vào trong sản xuất. Cái thứ ba là hàng năm ấy thì lực lượng khuyến nông viên xã thì đều được tham gia các cái lớp bồi dưỡng đào tạo tập huấn nghiệp vụ khuyến nông. Họ chính là cầu nối quan trọng để giúp cho chuyển giao cái tiến bộ khoa học kỹ thuật tới người nông dân, có phần làm nâng cao cái năng suất lao động cũng như là cải thiện đời sống và góp phần quan trọng vào cái công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương vai trò của khuyến nông viên cơ sở là rất rõ rệt. Sự ghi nhận của người dân đối với họ là rất đáng kể. Tuy nhiên, theo quyết định số 2451 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, quy định về khuyến nông xã trên địa bàn tỉnh, trong đó có nêu sẽ tái sắp xếp tinh giản biên chế đội ngũ này đã gây ra nhiều băn khoăn. Nếu xã đã có công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường chuyên ngành nông lâm ngư nghiệp, thì sẽ kiêm nhiệm thêm chức danh khuyến nông viên và việc này phải thực hiện trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Như vậy hết năm nay, thì tỉnh Sơn La sẽ có hàng trăm khuyến nông viên cơ sở phải thanh lý hợp đồng, nghỉ việc. Và liệu rằng, cán bộ công chức kiêm nhiệm có thể hoạt động hiệu quả để thay thế công việc của họ. Gần chục năm gắn bó với bà con nông dân dưới vai trò là khuyến nông viên cơ sở, giúp người dân thay đổi phương thức canh tác, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để chăm sóc cây trồng vật nuôi, mang lại nhiều hiệu quả. Thế nhưng khi biết nhiều khả năng sẽ bị thanh lý hợp đồng vào cuối năm nay, chị Thuận, một trong những khuyến nông viên xã Huổi Một, huyện Sông Mã, không khỏi chăn trở và băn khoăn. Tôi bắt đầu đi làm cái công tác khuyến nông này từ năm 2011 đến nay thì được 9 năm rồi. Thì là cái huyện Sông Mã nói chung và xã hội 1 thì là nói riêng thì là bà con ở đây thì cuộc sống là chủ yếu sống nhờ cái ngành nông nghiệp thôi, trồng trọt chăn nuôi. Thì cái về cái phương thức canh tác của bà con thì vẫn vô cùng là lạc hậu. Ờ, từ cây trồng vật nuôi thì bà con đều cần đến sự hỗ trợ kỹ thuật của cán bộ khuyến nông. À, từ việc nhất là cái việc uh, huyện có cái chính sách đổi mới chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả trên đất dốc sang cây ăn quả thì uh, bà con là uh, lại càng cần nhiều cái sự hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi từ khâu um, chọn cây giống đến khâu uh, thiết kế vườn rồi chăm sóc cây ăn quả thì là đều uh, cần đến sự tư vấn của cán bộ khuyến nông. Sông Mã là địa phương tiêu biểu của tỉnh Sơn La về đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng xuất khẩu trong đó vai trò của khuyến nông viên xã là không nhỏ trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người nông dân. Tôi um, căn cứ vào cái điều kiện khí hậu và thời tiết của địa bàn xã của mình ấy. thì qua chúng tôi đi uh, xuống cơ sở kiểm tra và nắm bắt tình hình thì bà con ở đây thì diện tích thiếu nước rất là nhiều cho nên chúng tôi vận động bà con nhân dân ở đây phối hợp với uh, ban quản lý bản và một số hộ gia đình thì chúng tôi đã tổ chức để thành lập một hợp tác xã và chuyển đổi sang trồng cây hoa màu khác để tạo thu nhập cho bà con. Nếu theo đúng quyết định số 2451, hết năm nay, huyện Sông Mã sẽ thanh lý hợp đồng cho 31 khuyến nông viên xã, tạo ra thách thức không nhỏ cho địa phương này. Thì bây giờ anh em đã nghỉ chấm dứt từ năm 2021 thì cái việc cái công tác ứng dụng đẩy mạnh ứng dụng chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông lâm ngư nghiệp vào sản xuất thì như vậy là ở đối với địa bàn cơ sở và đặc biệt là địa bàn vùng sâu, vùng xa thì sẽ gặp khó khăn. Cái thứ hai là sau khi mà anh em khuyến nông cơ sở mà bị chấm dứt hợp đồng thì cái nhiệm vụ giao cho là công chức địa chính lâm nghiệp ở các xã thực hiện thì cũng sẽ gặp khó khăn. Bởi vì là anh em ở công chức địa chính lông nghiệp ở xã thì không được đào tạo bài bản chuyên sâu về công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và công tác xây dựng các cái mô hình kinh tế thì dẫn đến cũng là một cái khó khăn vì đây là thêm nhiệm vụ mà trong đó gắn với đó nữa là cái việc đào tạo chuyên sâu và cái kinh nghiệm triển khai các cái mô hình khuyến nông khuyến lâm và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến với người dân ở vùng sâu vùng xa thì cũng làm cái khó khăn cho đối với đội ngũ cán bộ công chức địa chính nông nghiệp ở xã hiện nay đó là hai cái khó khăn chính mà chúng tôi cũng đã xác định là trong thời gian tới cần phải có những giải pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn này theo quyết định số 2451 của Ủy ban tỉnh Sơn La. Quyết định số 2451 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, trong đó tại điểm 1 quy định về khuyến nông viên xã nêu rõ khuyến nông viên xã gồm công chức xã và lao động hợp đồng trực tiếp làm việc ở xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh sơn la sau đây gọi chung là khuyến nông viên xã khuyến nông viên xã là công chức xã trực thuộc ủy ban nhân dân xã khuyến nông viên xã là lao động hợp đồng trực thuộc trạm khuyến nông huyện trung tâm kỹ thuật nông nghiệp đối với các huyện đã thành lập trung tâm kỹ thuật nông nghiệp khuyến nông viên chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của trạm khuyến nông cấp huyện và chịu sự quản lý của ủy ban nhân dân cấp xã khuyến nông viên xã có trách nhiệm tổ chức xây dựng và thực hiện các hoạt động khuyến nông trên địa bàn cấp xã. Về số lượng, ở cấp xã, phường, thị trấn có sản xuất nông nghiệp, bố trí hai khuyến nông viên xã đối với xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và có trên 6 điểm tái định cư. Các xã này nếu đã bố trí công chức xã, chức danh địa chính nông nghiệp, xây dựng và môi trường, có chuyên ngành nông lâm ngư nghiệp thì được tính vào số lượng khuyến nông viên xã theo quy định. Bố trí một khuyến nông viên cho các xã còn lại. Các xã này nếu đã bố trí công chức xã chức danh địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường có chuyên ngành nông lâm ngư nghiệp thì được tính vào số lượng khuyến nông viên xã theo quy định. Không thực hiện việc hợp đồng bổ sung thay thế đối với khuyến nông viên xã khi chưa thực hiện xong việc bố trí sắp xếp khuyến nông viên theo điểm 2.1 khoản 2 điều này. Các xã hiện đang bố trí hai khuyến nông viên xã theo quy định số 948 ngày 26 tháng 4 năm 2011 và quyết định số 1414 ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh Sela thực hiện thanh lý hợp đồng trong giai đoạn từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, thực hiện số lượng khuyến nông viên xã theo điểm 2.1 khoản 2 điều này. Nếu thực hiện đúng theo quyết định số 2451 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sela, hết năm nay sẽ có hàng trăm khuyến nông viên xã sẽ buộc phải thanh lý hợp đồng. Trong khi nhiều khuyến nông viên xã thất nghiệp thì trách nhiệm nặng nề lại dồn lên vai những cán bộ công chức kiêm nhiệm ít có kinh nghiệm thực tế hơn hoặc chưa được đào tạo về chuyên môn. Quyết định là 948 năm 2011 của Ban Tỉnh Sơn La thì các xã mà đặc biệt khó khăn và có 6 điểm mà tái định cư trở lên thì được bố trí là hai quân nông viên. Tuy nhiên thì sau sau khi quyết định 2451 này của Ban Tỉnh Sơn La đưa ra thì hai quân nông viên này sẽ thanh lý và thay vào đó là thực hiện theo quyết định của 2451 thì một công chức địa chính phụ trách nông nghiệp xây dựng và môi trường sẽ đảm nhiệm cái vai trò là một cái nông viên cơ sở. Tuy nhiên thì khẳng định rằng là anh em công chức địa chính nông nghiệp và xây dựng môi trường thì có thể là nhiều nội dung, nhiều công việc đảm hiện nay đang đảm nhiệm về mặt nông nghiệp chứ để mà truyền tải khoa học kỹ thuật đến với nhân dân bằng à, à, anh em khuyến nông cơ sở thì bản thân tôi cảm thấy nó cũng không thể công việc nó khổng lồ như vậy. Liệu anh em để chính có khan nổi không? Khi triển khai thực hiện quyết định này thì tất cả các xã trên địa bàn tỉnh Sơn La đều được bố trí lực lượng khuyến nông xã theo hướng là tinh gọn và chất lượng. Tuy nhiên là để nâng cao cái công tác hiệu quả khuyến nông tại cơ sở thì hàng năm chúng ta phải tập trung triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nghiệp vụ khuyến nông để nâng cao chất lượng của lực lượng khuyến nông xã. Trước những tâm tư nguyện vọng của một bộ phận cán bộ khuyến nông viên xã sắp bị thôi việc, Sở Nội vụ Sơn La, cơ quan tham mưu trợ ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 2451 đang giả soát tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình sắp xếp cán bộ khuyến nông, trình cấp có thẩm quyền xem xét. Qua nắm bắt tình hình thực hiện quyết định số 2451 của Ủy ban tỉnh thì cũng gặp phải một số tâm tư của một số khuyên đông viên xã như là chế độ chính sách đối với người thôi việc, à, cán bộ kiêm nhiệm khi tiếp nhận công việc chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn. thì Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp và Ủy ban huyện thành phố để tổng hợp những khó khăn đứng mắt và đề xuất với tỉnh để có cơ chế chính sách tháo gỡ kịp thời. Sơn La có 12 huyện thành phố trong đó sản xuất chủ lực là nông nghiệp. Đây cũng là vựa trái cây lớn nhất miền Bắc và đứng thứ hai cả nước. Sự quan tâm và đầu tư cho nông nghiệp theo định hướng sản xuất hàng hóa, hướng tới xuất khẩu là một trong những chủ trương lớn của tỉnh. Tuy nhiên, nếu theo quyết định số 2451 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc tinh giản biên chế đội ngũ khuyến nông viên xã, có thể sẽ gây ra những khó khăn không nhỏ đối với ngành nông nghiệp của tỉnh. Cần có một giải pháp thấu đáo cho vấn đề này.